Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cà phê Liên Minh. Với meta đường trên đang dần được thay đổi theo hướng chống chịu, thì sự xuất hiện của Dr. Mundo trong diện mạo mới chắc chắn sẽ mang đến nhiều điều thú vị cho người chơi. Kèm theo đấy, việc giảm sức mạnh Kai'Sa, Varus, Gnar, Udyr, Renekton sẽ phần nào giúp trò chơi trở nên cân bằng hơn. Chính vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau điểm qua chi tiết bảng cập nhật 11.12 để cùng chờ đón một meta mới sắp tới nhé. Cà phê Liên Minh, cà phê nhân phẩm, cà phê tốc chiến và cà phê Valorant. Hãy subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung mới nhất từ hệ thống của chúng tôi. Mundo là một trong những tướng được Riot tuyên bố đưa lên bản mổ trong năm 2021. Với những thành công trong việc làm lại Volibear và Fiddlestick, Mundo làm lại là một trong những dự án cực kỳ hứa hẹn. Với phiên bản mới, Mundo không chỉ được nâng cấp về mặt hình ảnh mà còn được chỉnh sửa cả bộ kỹ năng, giúp tướng này có thể quay lại đấu trường công lý. Riot vẫn giữ lại một vài nét đặc trưng cũ trong bộ kỹ năng và bổ sung cho hắn những công cụ mới để có thể đối đầu với kẻ địch tốt hơn. Chi tiết kỹ năng, các bạn có thể xem lại video mà kênh đã phân tích riêng về Mundo nhé. Link mình sẽ để dưới phần mô tả. Đánh giá một cách tổng quát, bộ kỹ năng mới của Mundo không quá nổi bật so với những phiên bản làm lại tướng khác. Tuy nhiên, nó vẫn tạo được nét độc đáo riêng biệt. Bên cạnh đấy, tạo hình của gã bác học điên sau khi được phẫu thuật thẩm mỹ lại đang gây ấn tượng mạnh đối với cộng đồng, đặc biệt là khi cái lưỡi xanh thè lè của hắn vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh khả năng hồi máu vượt trội và độ tù, Mundo mới chắc chắn sẽ trở nên đáng sợ và khó lường hơn khi sở hữu tới 2 chiêu cấu máu tầm xa, giúp hắn vừa có khả năng trao đổi chiêu khi đi đường, vừa có thêm nhiều phương án tiếp cận mục tiêu. Chưa hết, điểm thú vị nhất của phiên bản làm lại này là Mundo sẽ phải đánh đổi một lượng máu không hề nhỏ để đổi lấy khả năng miễn nhiễm khống chế. Từ đấy, người chơi Mundo có thể tận dụng nội tại của hắn để tránh khỏi những pha ganh chí mạng. Nhưng đây cũng có thể là con dao hai lưỡi, bởi nếu bạn quá chủ quan hoặc điên quá mức cần thiết khi cứ thế lao đầu vào nhận những nhường khống chế của đối phương mà không suy nghĩ. Cuối cùng, khi bước vào giao tranh tổng, Mundo sẽ trở thành con quái vật đích thực với khả năng cán lướt. Nhờ chiêu cuối mới, Mundo không chỉ có khả năng hồi phục mạnh mà còn sở hữu lượng sát thương vô cùng lớn, giúp hắn dễ dàng tiêu diệt bất cứ kẻ địch nào có ý định cản bước. Kế đến, trong số những tướng được chỉnh sửa thì Aphelios chính là nhân vật được quan tâm nhiều nhất khi Riot update tướng này từ chỉ số cơ bản cho tới sức mạnh các loại súng, cụ thể như sau. Sức mạnh công kích mỗi cấp 2.4 lên 3, kháng phép cơ bản 26 tăng lên 30. Súng huyết tinh Severum, hồi máu thất đòn đánh thường 3-20% giảm còn 3-10%. Hồi máu theo sát thương kỹ năng tăng từ 3-20% lên 9-30%. Chiêu quy, số đòn đánh thay đổi từ 6 cộng 1 mỗi 33% tốc đánh thành 6 cộng 1 mỗi 50% tốc đánh. Sát thương mỗi đòn đánh tăng từ 10-30 cộng 21-30% sức mạnh công kích cộng thêm lên 10-40 cộng 20-35% sức mạnh công kích cộng thêm. Thăng hoa luân Crescent Doom, chiêu quy, sát thương mỗi đòn đánh tăng từ 25-85 cộng 35-50% sức mạnh công kích cộng thêm lên 31-100 cộng 40-60% sức mạnh công kích cộng thêm. Mặc dù được xếp vào nhóm tướng được tăng sức mạnh, nhưng các thay đổi của Aphelios lại khiến cộng đồng ném đá Riot dữ dội, bởi họ có thiên hướng nớp tướng này thay vì tăng sức mạnh. Quả thực, lượng sát thương cộng thêm mỗi cấp tăng thêm 0.6 và sát thương thăng hoa luân được gia tăng khá đáng kể. Nhưng khả năng hồi phục từ đòn đánh thường ở dạng súng huyết tinh thì bị nớp đi một nửa sức mạnh ở cấp 18. Giờ đây, để có được khả năng trụ đường tốt hơn với Severum, Aphelios phải đánh đổi lượng sát thương từ kỹ năng quy. Theo đấy, tăng tỷ lệ tốc đánh, từ đó giảm mạnh sát thương kỹ năng này ở mọi giai đoạn của trận đấu. Hoặc phải chấp nhận giảm 50% khả năng hồi máu từ Severum so với trước. Xét cho cùng, Aphelios dù phá cách trong lối chơi, nhưng hắn ta vẫn là mẫu xạ thủ truyền thống, là lớp xạ thủ phụ thuộc đòn đánh chí mạng và khả năng hút máu. Do đó, huyết kiếm chắc chắn là trang bị gần như không thể thiếu. Vì vậy, thay đổi mang tính sát phạt về mặt sát thương nhiều hơn là thưởng về mặt hồi phục. Tóm lại, sau khi trao cho con nhà người ta thêm 3 kháng phép, 10 AD cộng thêm khi đạt cấp 18 và tăng sát thương cho thăng hoa luân, thì Riot quên mất cách để Aphelios trụ đường cũng như hồi phục trong combat. Với đợt chỉnh sửa này thì có lẽ một lần nữa cha đẻ của Liên Minh sẽ sớm nhận cơn mưa cả khịa với kinh nghiệm 200 năm cân bằng của mình thôi. Tiếp theo, cái tên Hecarim một lần nữa xuất hiện trong bản ghi chú nhưng không phải bị đưa lên thớt. Hecarim đang tỏ ra khá hụt hơi cho những cái tên khác và có lẽ sẽ cần nhiều hơn những đợt tăng sức mạnh để đưa hắn về đúng vị thế trong vai trò đi rừng. Mặc dù phiên bản 11.11
Hecarim đã được bóp, nhưng hắn ta chỉ sở hữu vỏn vẹn tỷ lệ thắng khoảng 45% từ hạng bạch kim trở lên. Chính vì vậy, đội ngũ cân bằng đã thể hiện lòng thương hại dành cho Hecarim với việc tăng lượng giáp cơ bản từ 32 lên 35. Đồng thời, Chiêu Quy có tỷ lệ về AD tăng từ 75 lên 85%. Đồng thời, Chiêu Quy sẽ có tỷ lệ sức mạnh công kích cộng thêm tăng từ 75 lên 85%. Hy vọng điều này sẽ giúp Hecarim tìm lại chỗ đứng trong meta rừng, vốn đang rất loạn lạc, kể từ khi Riot tiến hành kế hoạch mở rộng bể tướng rừng. Kể đến, một cái tên cũng đang khá hot ở vị trí đi rừng là Rammus. Chiêu cuối mới bổ sung thêm cho Rammus khả năng tiếp cận mục tiêu và gây bất ngờ cho đối phương. Không những vậy, ba kỹ năng còn lại cũng được tăng sức mạnh tương đối đáng kể. Khả năng dọn rừng của Rammus đã được cải thiện rất nhiều với việc Chiêu Quy được tăng sát thương và thời gian tồn tại của W dài hơn trước. Do đó, Riot muốn gia tăng khả năng can thiệp giao tranh của vị tướng này ở cường độ cao hơn bằng cách giảm thời gian hồi chiêu cuối từ 130, 110, 90 giây xuống 110, 95, 80 giây, đồng thời tăng lượng giáp cộng thêm của W từ 30 lên 40. Cũng chịu chung số phận với Ngộ Không, Gna bị giảm một chút khả năng gây sát thương ở giai đoạn đầu khi sức mạnh công kích cơ bản giảm từ 59 còn 57. Trong khi đó, Susan 0175 sẽ có nội tại hồi máu giảm đi 2% xuống còn 10, 16, 22% ở cấp 1, 7, 13. Vì vậy, khả năng hồi phục của Nasus sẽ không còn quá bá đạo nữa. Về phần Renekton, người anh em không đội chơi chung của Nasus sẽ bị nhắm thẳng vào khả năng trụ đường. Cụ thể, Chiêu Quy hồi máu mỗi đòn đánh lên đơn vị không phải tướng giảm từ 3, 4, 5, 6, 7 cộng 4% sức mạnh công kích cộng thêm xuống còn 2, 3, 4, 5, 6 cộng 3% sức mạnh công kích cộng thêm. Đồng thời, hồi máu mỗi đòn đánh khi cường hóa giảm từ 9, 12, 15, 18, 21 cộng 12% sức mạnh công kích cộng thêm xuống 6, 9, 12, 15, 18 cộng 9% sức mạnh công kích cộng thêm. Như vậy, cả ba vị tướng vừa rồi đều sẽ phần nào yếu đi và không thể tạo sức ép lớn lên đối thủ ngay từ thời điểm đi đường nữa. Về phần Varus, mặc dù không đứng đầu tỷ lệ cấm chọn, nhưng tướng này vẫn đang tỏ ra khá mạnh với nhiều cách lên đồ cũng như khả năng đi đường ổn. Do đó, một chút điều chỉnh dành cho W rất là hợp lý. Khi sát thương cộng thêm giảm xuống còn 9, 12, 15, 18, 21% lượng máu đã mất. Từ đó, khả năng sốc sát thương với lối lên trang bị sát lực kết hợp nội tại W để dồn chết mục tiêu sẽ ít nhiều bị giảm hiệu quả. Cuối cùng, chúng ta cùng nhìn sơ qua những thay đổi xương xương dành cho các tướng khác nhé. Draven, sát thương Chiêu Quy được tăng thêm 5 đơn vị cùng 5% sức mạnh công kích cộng thêm ở mọi cấp lên 40, 45, 50, 55, 60, cộng 70, 80, 90, 100, 110% sức mạnh công kích cộng thêm. Eloy, mana cộng thêm mỗi cấp tăng từ 40 lên 50. Javan, hồi chiêu W giảm từ 12 còn 9 giây. Manfight, chiêu W, sát thương đòn đánh tăng thêm 5 đơn vị và 5% giáp ở mọi cấp lên 15, 25, 35, 45, 55 cộng 15% giáp. Talon, sát thương chiêu W lần đầu giảm từ 45, 60, 75, 90, 105 cộng 55% sức mạnh công kích cộng thêm xuống 40, 50, 60, 70, 80 cộng 40% sức mạnh công kích cộng thêm. Đồng thời, sát thương hoàn trả tăng từ 45, 70, 95, 120, 145 cộng 70% sức mạnh công kích cộng thêm lên 50, 80, 110, 140, 170 cộng 80% sức mạnh công kích cộng thêm. Udyr, Võ Phượng, sát thương kích hoạt thay đổi từ 60, 110, 160, 210, 260, 310 cộng 70% AP thành 50, 95, 140, 185, 230, 275 cộng 80% AP. Six, Chiêu Quy, sát thương cơ bản tăng từ 85, 130, 175, 220, 265 lên 85, 135, 185, 235, 285. Và chiêu cuối sẽ có tốc độ bay tăng từ 1550 lên 2250. Vừa rồi là tất cả những thay đổi quan trọng về tướng trong phiên bản 11.12. Nhìn chung, Riot đã tương đối nhẹ tay với các tướng để tập trung ra mắt Mundo làm lại. Ngoài ra, một điều nữa cũng đáng chú ý, đó chính là việc nhóm skin tiệc bể bơi sẽ chính thức cập bến khi mang đến cho Seth và Brom những bộ trang phục xịn sò. Sau đó hãy chuẩn bị tinh thần và cả hầu bao để shopping trong thời gian tới nhé.
Còn bây giờ cũng đã đến lúc kết thúc video rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi những thông tin mới nhất của phiên bản này. Và đừng quên like, share cũng như subscribe. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.